Xin chào mọi người nha. Đã quay trở lại kênh Sơn Vùng Cao. Hôm nay thì Sơn với em Báo Hà Giang có đi qua đường và gặp một hoàn cảnh đặc biệt nha mọi người. Hai vợ chồng đều bị khuyết tật. Đây, em Báo đang quay. Chồng thì bị hỏng đôi mắt nha mọi người, và vợ thì bị hỏng đôi một bên chân, bị co gân lại, chân đã bé hơn và hụt lại ngắn hơn, và có hai đứa con, hai thằng con trai. Đó, có hai cháu nữa mọi người. Thế bây giờ chị này cũng đi cắt cỏ, có bên trái thì có nhìn thấy một chút nha. Còn chị thì còn chị cắt được cỏ thì cũng có thể là điệu về được nha, nhưng mà chị có một bên chân thì bị co giật ngắn hơn. Đây là hoàn cảnh đặc biệt nha mọi người. Gia đình có 4 người. Đây là hai vợ chồng sống tại Quây Vìn nha mọi người. Thuộc về huyện Yên Minh nhỉ? Đây là căn nhà của hai vợ chồng nha mọi người. Và có nuôi một đôi trâu, hai mẹ con. Đây, trong này là một đôi, hai mẹ con. Vợ bị liệt chân. Và chồng thì bị hỏng mắt, nhưng mà vẫn nuôi trâu, vẫn đi lại bình thường, cắt cỏ hoặc là làm rất nhiều kiểu luôn mọi người, chặt củi các kiểu cũng phải đi làm. Xóm Khuôn Vìn nha mọi người, và xã Mặc Long, huyện Yên Minh nha mọi người. Thì một hoàn cảnh rất là đặc biệt, cả hai vợ chồng đều bị hỏng, đều bị liệt. Còn chồng thì hỏng đôi mắt mọi người. Hai con trai thì không có sao nha mọi người. Hiện tại hai con trai vẫn đi học. Sơn cũng xin chia sẻ video tới đây thôi. Có thể mọi người sẽ đăng ký kênh ủng hộ Sơn và để đón video tiếp theo của Sơn. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha.